Xác định trong những năm tới, sản xuất nông nghiệp vẫn là mặt trận hàng đầu và là trụ cột kinh tế, hiện nay, huyện Phù Cử đang đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Đối với việc trồng dưa lưới tại hợp tác xã An Thịnh Phát, khoa học kỹ thuật được ứng dụng vào nhiều công đoạn từ xây dựng hệ thống nhà màng, khu vực điều hòa không khí đến hệ thống xử lý giá thể, tưới nước nhỏ giọt tự động theo công nghệ của Israel. Nhờ áp dụng công nghệ vào mọi quy trình sản xuất, hợp tác xã An Thịnh Phát đã làm chủ được những đặc tính của cây trồng này, điều chỉnh để cây sinh trưởng phát triển tốt, mang lại năng suất và chất lượng cao. Từ 500m² năm 2017 đến nay, hợp tác xã đã có gần 1 hecta nhà màng trồng dưa lưới. Tôi nghĩ là nếu như áp dụng công nghệ cao vào cái sản xuất dưa lưới nói riêng và những cái cây khó tính khác nói chung thì cái hiệu quả này đã nhìn thấy rõ rệt. Cái diện tích đất thì không cần phải rộng lớn và nó lại đáp ứng được cái yêu cầu, cái nhu cầu của thị trường, thì cho nên là cái hiệu quả đem lại rất là ổn định và rất là cao. Thời gian qua, huyện Phù Cử đã tích cực triển khai hỗ trợ thực hiện các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật như nuôi cá sông trong ao, công nghệ ghép chéo trong sản xuất cá giống, nghiên cứu thực hiện ghép vải trứng Hưng Yên và vải lai chín sớm, xử lý hiện tượng vải trứng Hưng Yên ra hoa cách năm, đưa các giống cây trồng vật nuôi mới vào mở rộng sản xuất. Nhờ được chuyển giao khoa học kỹ thuật, người nông dân đã nắm vững khoa học kỹ thuật trong canh tác. Nhờ cái áp dụng khoa học bây giờ, nông dân chúng tôi có thể cho áp dụng ra 100% ra hoa hàng năm. Nông dân chúng tôi thì được áp dụng những khoa học công nghệ này là rất tốt. Nó giúp cho các hợp tác xã cũng như là nông dân chúng tôi có những con giống chất lượng đưa ra thị trường. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đã góp phần giúp huyện Phù Cử nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác. Năm 2020, giá trị bình quân trên 1 hecta trồng trọt và thủy sản toàn huyện đạt 185 triệu đồng. Trong đó, nhiều trang trại thu lãi trên 1 tỷ đồng một năm.